thêm máy chứ giờ máy thì không cắt kịp. Huyện Long Mỹ đến nay thu hoạch được 80% diện tích lúa hè thu, còn khoảng hơn 3.600 hectare. Tuy nhiên, lại thiếu máy cục bộ trên 2.000 hectare của xã Lương Tâm, Vĩnh Viễn A và một phần thị trấn Vĩnh Viễn. Do mấy ngày nay mưa dầm, khiến máy phải dừng liên tục. Theo chia sẻ của chủ máy này, hiện những máy khác dù nhận được rất nhiều đề nghị nhưng vẫn án binh bất động. Một phần do sợ dịch bệnh, phần nữa là chưa hiểu các quy trình thủ tục để được vào thu hoạch tại đây.